Đồ Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi gồm có chất liệu là carbon và fib nha mọi người. Có 20 mã hàng. Mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày video nha mọi người. Đầu tiên sẽ giới thiệu mã số 1. Hàng shop em là ở bên quận 7 ha. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Cây số 1 là một cây cần một khúc của hãng Shimano. Máy ngang Shimano Scorpion EV 5,6 feet là 1m68. Cây này nó bị hụt ngọn 10cm, bị gãy ngọn nha mọi người, còn 1m58 nha. Cây này được sản xuất tại Nhật 1552. Line là 6-14 LB, lưu là 5-20g. Khoan nó là khoan Fuji 6 2 3 4 5 khoan. Bu này là bu lai rồi nha mọi người, nhưng mà nó vẫn là bu xích ha, có hơi rỉ, có hơi xuống màu xíu. Và ngọn là 2 ly 2, nặng 120g, mã số 1. Cây này giá là 470.000. Số 2 là một cây cần tay carbon giả trúc dài 3m3, made in Korea, có 4 lóng nha mọi người. Cây này của hãng Alpha. Và ngọn của cần này là 0,8 ly, nặng 100g. Ngọn nó là ngọn đặc, có 4 lóng. Ở đây nó hơi dính keo gì á mọi người, không phải trầy ha. Rồi mã này là mã số 2, giá là 360.000. Số 3 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Cây này là dài 4m5, bị hụt 15cm, còn 4m35. Chất liệu là carbon ARM, bát là bát Fuji FS6, khoan là khoan Fuji 7 khoan ạ. Ngọn của cần này là 1 ly và nặng 180g. Chất liệu của cần là carbon. Mã này là mã số 3. Cân nặng là 180g, giá 350.000. Mã số 4 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Chất liệu là carbon, bát Fuji FS6, dài 2m7. Cây này giống của Nissin mọi người. Đây, rất là giống Nissin ha. Khoan là khoan Fuji 7 khoan. Ngọn của cần là 0,8 ly. Thôi rất đẹp ha, có 4 lóng. Mã số 4, cân nặng là 110g, thu gọn là 78cm. Mã số 4, 350. Số 5 là một cây súp 4m2. Súp của Trung Quốc sản xuất, carbon dài 4m2. Phôi cần thì có hơi cũ theo thời gian, có hơi tróc cái phần sơn, tróc cái phần keo mọi người. Bát Fuji FS7 ha. Khoan Fuji, khoan cái mình gặp được. Dài 4m2, ngọn 2 ly. Cân nặng 410g, mã này mã số 5. Chất liệu là carbon. Và cây này thì độ cứng nó khoảng 20 thôi nha mọi người. Khoảng 20 thôi. Khoan Fuji. Rồi cây này là mã số 5. Giá 380.000, chất liệu carbon ha. Ngoài hình hơi cũ, em để giá đẹp luôn. Số 6 là một cây cần của Hàn Quốc. Carbon Caster Seal Star, dài 3m9, độ cứng 20. Bát Fuji FS7 ha. Cần thì ngoại hình còn đẹp. Khoan là khoan Fuji và ngọn cần là 2 ly thôi. Độ cứng 20, ngọn 2 ly ha. Phôi cần còn đẹp. Cân nặng là 300g. Mã số 6, 420. Số 7 là một cây 3 khúc Static Enjoy, bát Fuji. Độ cứng là 50, dài 3m. Medallion, khoan là khoan Fuji. Khoan Fuji.
cái phần khoen ở đây mọi người. Khoen ở đây thì không thấy nó bọc keo ha, bọc cái lớp mỏng đó mọi người. Khoen đọt là đọt tháp ha, ngay cái các cái khoen phía trên này. Ngọn 2 ly 2 nặng 350g, mã số 7 ha. Cần thì ngoại hình cũng còn đẹp, 510.000. Số 8 là một cái ISO khoan nhỏ dài 5m1, bát Fuji FF7. Đọt số 1, bát Fuji FF7, khoan là khoan Fuji đá sứ ha. Ngọn của cần là 1 ly rưỡi nặng 320g. Phơi nó cũng còn đẹp. Mã số 8 308 ạ. Số 9 là một cây súp. Súp Power Rip Bass Fuji FS7, dài 4m2. Có hơi trầy xước theo thời gian, khoen Fuji, khoen cái mình gặp được. Ngọn cần ở đây là ngọn carbon hơi trầy cho mọi người. Ngọn 2 ly 3. Độ cứng cây này tầm 20 thôi. Cân nặng 390g, mã số 9. Cây này giá 420.000 nha mọi người. Chất liệu carbon ha, dòng súp. Rồi cây này là mã số 9, 420. Số 10 là một cây súp carbon Marine Plus. Cây này của hãng New Forest, dài 4m5, 5 lóng của Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Bass Fuji FS7 ha. Khoen là khoen Fuji, và khoen cái nó là không phải khoan Fuji, cái này là dạng khoan, cũng là khoan gặp ha. Nó là gặp được nha mọi người. Nó hơi cứng xíu à, nó hơi cứng xíu ha. À, khoan là khoan Fuji. Còn khoan cái này thì không biết phải Fuji không nha mọi người, không thấy dập Fuji. Và ngọn của cần là 2 ly 6 ha. Độ cứng tầm 25, cân nặng là 580g. Cây này mã số 10 và giá là 440.000 phi ship ha mọi người. Mã số 10, 440.000. 11. Cây này là dạng hàng pha carbon nhưng mà có pha nha mọi người, pha ha, tỷ lệ phíp nhiều ha, sợi thủy tinh và bát là bát hãng. Và cây này là dạng cần lưu mực, dài 2m4 ha. EGE1 Make in China Suyumi. Khoan là khoan đá sứ hãng. Cây này là khoan hãng ha. Bát là bát hãng, khoan hãng luôn. Và cây cần thì nó không có để thông số tải. Đọt thì là 2 ly 6 nha mọi người, 2 ly 6 nha. Độ cứng tầm ML hoặc hơn ha. Đó. Và cân nặng của nó có 170g thôi. Mã số 11, 200.000 phi ship ha. 12 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Cây này là cần Shimano tem vàng xuất Nhật ha. Cây này nó sản xuất tại Trung Quốc. Dài 5m3 thì cây này nó còn 5m1 ha. Cây này là còn 5m1. Đọt 1 ly 2 bát Fuji FS6. Cây này bị hụt ngọn ha. Khoen là khoen Fuji. 11 khoen. Và ngọn của cần này là 1 ly 2 nặng 220g. 1 ly 2. Phôi có hơi trầy xước. Mã số 12, 370.000. Rồi từ số 13 trở đi là một số cây phíp cho mọi người tham khảo. 13 là một cặp cần ISO khoen nhỏ, dòng trợ máy nha mọi người. Thì này em bán một cặp nha. Một cặp này là giá 300.000. Gồm một cây 5m1 đọt số 2 và một cây là 5m4 đọt 1 ly. Rồi cây này là 5m1 đọt số 2 bát Fuji FS6 ha. Khoen là khoen Fuji. Cây này ngọn nó mềm thôi, ngọn 1 ly nặng 320g. Ngọn cây này cũng mềm thôi nha mọi người. Và cây này là 5m4 đọt 1 ly Waco bát Fuji FS6. Khoen là khoen Fuji luôn. Ngọn mềm mọi người, ngọn là ngọn sợi thủy tinh ha. Ngọn là không, ngọn 1 ly nặng 270g. Ngọn mềm. Phôi trong còn đẹp. Rồi,
Thì cặp này là cặp số 13, giá là 300 ngàn free ship ha. 14 là một cặp súp lỗi khoen. Một hai cây đều là 4m2 hết, cái này 4m2. Bát Fuji bé 7. Có 5 lóng ha. Khoen này ba nó thì còn xài được. Các khoen nhựa này thì cũng còn nguyên. Khoen nhựa thì nó cũng còn có lòng trong, nó bị bể nè mọi người. Cái này về thì mình thay khoen lại xài nhé. Khoen nhựa thì nó cũng không có bền. Ngọn 2.8 nha mọi người, nặng 460g. Độ cứng tầm 25-27 ha. Chất liệu là phíp. Và cây này thì bị lỗi ít hơn. Thế này là có bát Fuji FS7 ha, 4m2. Cây này thì nó chỉ bị lỗi có khoen cái thôi. Khoen cái này thì nó bị nứt cái vòng kim loại nè mọi người. Cái này về thì mình cũng có chỉnh sửa sơ là mình có thể xài được nè. Còn khoen ở trên đây là còn nguyên luôn ha. Và cây này 4m2, ngọn 2.6, nặng 540g. Thì cây này đồ cứng nó thì tầm khoảng 20 ha, 20-25 gì thôi. Phôi cũng còn đẹp nè. Rồi cây này nó bị lỗi nhẹ thôi. Thì cặp này là em bán là 300 ngàn ha. Mã 11, mã 14 ạ. Mã 14 là 300 free ship. 15 là một cây cần 2 khúc. Bát Fuji dài 2m1 của hãng Olympic, độ cứng hát luôn. Cây này cứng phải hơn 100 mọi người. Bu là bu rồng rọc, khoen là khoen Fuji đá sứ, ngọn 6.7, nặng 540g, mã 25. Cây này giá 270.000. 16 là một cây cần tay nội địa Nhật của hãng TFR, 5m4, 6 lóng ha. Còn cái nắp luôn nha mọi người. Ngọn là 1.6, nặng 520g. 1.6. Mã 16, 250. 17 ạ, một cây cần của hãng Olympic, dài 6m3, cây này của Taiwan sản xuất, tem xuất Nhật ha. Còn cái nắp chụp luôn. Và cần này thì ngọn của nó là 1.6, nặng là 500g. Phôi cũng còn rất đẹp nha mọi người. Cân nặng là 500g và gốc nó là 32.5 ly, 17, 250. 18 là một cây cần tay lóng dài. Dài là 7m1 của hãng Zotto. Còn cái nắp luôn, ba cây đều còn nắp hết. Và cây này thì dài 7m1, ngọn 2 ly, gốc 36 ly và nặng là 700g. Phôi cần ở trong thì nó cũng còn đẹp. Mã 18 nha mọi người. Cây này giá 230.000. 19 là một cặp cần đặc, gồm có là hai cây cần 2 khúc và cần nó là cần đặc nha. Chiều dài là 1m65. Cây này tay cầm nhựa, bát nhựa. Khoen là khoen inox như thế này ạ. Ngọn 1.4. Cần đặt ngọn 1.4. Nặng 150g. Và cái này 1m65, tay cầm gỗ bát. Bát là bát vặn ha. Cần là cần đặt luôn. Ngọn 2.1, nặng 160g. Mã 19 ạ. Cặp này em bán là 200.000 free ship ha mọi người. 20 là một cây cần à. 3 khúc, 2 ngọn. Cần là của hãng hàng nội địa Nhật. Dài là 2m7, màu đỏ như thế này, bát Fuji FS7, khoen Fuji luôn. Có 2 ngọn. Cần còn rất đẹp à. Ngọn 2.2 và 4.4. Ngọn này là 2.2 là ngọn tháp. Độ cứng 30-50. Và ngọn này là không có tháp ha.
Ngọn không tháp này là 4 ly 4 ly 4 mọi người. Và độ cứng của nó là 50-80 ha. Cân nặng của một ngọn là 480g. Đó. Một ngọn như vậy là 480g. Mã 20 này giá là 290.000 nha mọi người, free ship ha. Cần này đánh tra rồi ok luôn ạ. Có hai ngọn thì mình đổi qua đổi lại ha, tùy địa hình xài. Rồi. Nãy giờ em giới thiệu đến mọi người 20 mã hàng, mọi người yêu thích mã nào nhắn giùm em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.